Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cá Mòi TV. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với tựa game Kìng Cóng Còng Kiếng Empires of the Underground. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Tại vì sao mình lại chơi game này? Mặc dù là hồi trước chúng ta đã chơi một lần rồi, bởi vì là bây giờ thì nó đã có một cái gọi là big update các bạn ạ. Có nghĩa là về phần sau cơ, nói chung là phần đầu chắc nó vẫn thế thôi. Nhưng mà phần sau thì nó update thêm rất là nhiều thứ mới. Và nghe đồn là nó còn có cả con cóc hay con ếch cơ các bạn ạ. Nhưng mà lâu quá mình không chơi á, cho nên là bây giờ mình chơi lại thì chắc là mình cũng chả biết cái gì hết. Cho nên mình quyết định là mình sẽ chơi lại từ đầu. Thì nếu các bạn ủng hộ mình chơi lại cái tựa game này thì các bạn bấm like hay là comment ở dưới để cho mình biết nha. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi hoàn toàn mới rồi nha. Thì ở đây có rất là nhiều loại kiến này. Và kiến đỏ, kiến xanh này, kiến vàng này, mình sẽ chọn kiến vàng đi ha. Bởi vì là mình cũng khá là thích màu vàng các bạn ạ. Và mình sẽ đặt tên vương quốc kiến, tên của loài kiến nào là Vũ Lít đi nha. Rồi. Thì hiện tại là chúng ta đã có mặt ở trong game rồi. Bởi vì là lâu quá chúng ta chưa chơi ấy. Cho nên là mình cũng chả biết chơi cái game này như nào nữa. Đấy, cứ mỗi lần mà chúng ta nghỉ game một thời gian cũng 1-2 năm rồi đấy. Thì khó lắm anh em ạ. Khó để có thể biết là chúng ta có thể chơi được như nào từ từ. Bên cái này thì như là nó sẽ tự động đi đào hay sao ấy. Đó. Cái game này nó có kỷ niệm cũng khá là lớn với mình nha mọi người. Đó chính là mình được nhà phát hành của game tặng cho cái game này đấy. Cho nên là mình cũng khá là khoái cái nhà phát hành game này. Và mình cũng muốn là làm clip để giải trí các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng không nhớ là chơi game mình như nào nữa các bạn. Hình như là chúng ta phải vượt qua những cái thử thách ấy. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi làm thêm nhiều thứ nữa. Đầu tiên là từ từ nha. Hình như là mình chỉ còn đào được ba cái hố nữa thôi hay sao ấy. Và mình phải đào ở trên đây nha. Đào ở trên đây để làm gì? Từ từ tắt mấy cái này đã. Làm sao để hủy đào ở đây? Ở đây chúng ta có một cái hủy này. Bởi vì căn bản là chúng ta cũng chưa cần phải xây dựng quá nhiều ấy các bạn. Cho nên là cũng giữ lại mấy cái lỗ một chút xíu để có thể đào lên phía trên này. Ủa tụi nó không chịu đào lên đây hả trời? Đào đấy chứ. Hình như nó chưa đào hay sao ấy. Và hình như mình vào đây để mình chọn mấy cái thử thách để làm ấy các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách dễ nhất cho mọi người. Bởi vì là lâu quá không chơi á. Cho nên là bây giờ chơi lại thì chắc chắn là cần phải chơi nó easy một chút xíu rồi. Đây đầu tiên là mình sẽ đi đào qua đây à. Đó. Mấy con này là thuộc những con kiến đi đào ấy các bạn. Mình cũng chả biết gọi mấy con kiến này là kiến gì nữa. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng nó chỉ là đi đào thôi nha mọi người. Đấy, đào và mang đồ ăn về. Mang mấy con nhộng về đấy anh em. Đó. Và nó sẽ nở ra thêm những con kiến thợ khác cho mọi người. Chúng ta sẽ tạm thời gọi những cái con kiến này là những con kiến thợ đi. Làm sao để tách chúng nó ra ta? Đây đây là những con ở top số 1 đây anh em. Đó. Những con nó đứng sát nhau thì nó sẽ đứng chung top nhé các bạn. Còn những con giống nhau thì nó sẽ đứng khác top với nhau. Này có con cóc ở đây này, mà mình không biết con cóc này để nhìn như nào anh em ạ. Đây thì chúng ta có thể xây được kiến thường hoặc là kiến thợ nha anh em. Thì chắc là mình sẽ làm thêm một ổ kiến thường nữa ở đây ha. Kiểu sẽ có hai con đấy. Chuyên công việc gọi là xây dựng. Còn mấy con khác thì sẽ chuyên nhiệm vụ đi thu thập. Đấy, chắc là vậy các bạn ạ. Lâu quá không chơi thì cái game này khúc đầu thì nhìn nó vẫn vậy thôi mọi người. Nhưng mà mình hy vọng là khúc sau thì nhìn nó sẽ khác. Nó sẽ sáng sủa hơn một chút. Vậy là mình phải cho mấy con này qua team 2 rồi anh em. Team 2 sẽ đi qua đây. Team 1 thì sẽ tập trung ở đây để xây dựng nhé mọi người. Đây, xây dựng thêm một chút này nữa. Và bây giờ chắc là phải xây thêm một ít kiến chiến đấu đấy anh em. Hiện tại là ở đây mình còn 70 lương thực này. Và khi mà có quá nhiều lương thực thì chúng nó sẽ không làm việc nữa nha anh em. À, chúng ta sẽ đi không thu thập nữa bởi vì là nhiều lương thực quá rồi thì mấy con kiến là chúng ta sẽ không đi thu thập nữa. Đấy. Ui, một ổ kiến lửa sẽ tốn 50 lương thực nhé các bạn. Ở dưới đây thì còn thêm một ít đồ ăn nữa này. Cho nên là mình sẽ cho chúng nó xuống cây đào nhá. Đó. Cái này thì chúng ta tự đào thôi anh em. Đây mình chỉ để chúng ở đây là chúng nó sẽ tự tới chúng nó đào nhá. Tự tới đào và thu hoạch. Và chắc là mình sẽ phải cố gắng xây thêm một ít cái chuồng này nữa các bạn. Mình sẽ đánh từ dưới đánh lên nha. Bởi vì đây là cái nhiệm vụ dễ cho nên là có mấy cái thì nó hơi ít. Đấy các bạn thấy không? Nó hơi ít mấy cái con này để có thể gọi là đánh. Về sau thì mình sẽ chơi chế độ khó, thử thách chế độ khó sau.
mà cái chế độ khó này nó gọi là siêu khó chứ không phải khó bình thường nhá các bạn. Đó, ở đây rồi mình sẽ cho mấy con team 2 qua đây để gọi là xây dựng thêm chuồng ha. Đó, dạ đây cũng là một trong số những cái con game mà mình thích nhất từ trước cái này ấy. Nhưng mà bởi vì nó không có gì mới ấy, cho nên là mình cũng không biết phải làm cái gì. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã tìm được mấy cái thứ mới mới để chơi rồi anh em, cho nên là chả có lý do chúng ta không chơi đâu anh các bạn. Một cái chứa, một cái ô chứa đồ ăn thì nó sẽ rơi vào tầm đâu đó là 5 xu anh em ạ. Chúng ta có thể update lên nhá. Ở đây có nó có update không? Cái gì đấy? Cái này mới hay sao đấy các bạn? Cái chỗ update đâu ấy nhở? Tạm thời thì mình chưa thấy cái chỗ update đâu ạ. Nâng cấp đây đúng không? Không phải. Đây thì phải. À đây đúng rồi, ấn vào đây để update lên đấy anh em. Đó. Chúng ta có thể update đồ ăn lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ xây được một một chỗ này sẽ là 70. Đây, một cái chỗ xây của mấy con kiến lửa sẽ là 70 các bạn ạ. Nói chung là chơi cái game này cũng bánh cuốn lắm anh em ạ. Hồi trước lúc mà mình mới chơi mình kêu là chắc là không giòn đâu. Nhưng mà sau một thời gian chơi thì mình thấy nó hay vãi cả lồng đèn trung thu luôn. Cho nên là mình hồi đấy mình chơi mình ghiền luôn mà các bạn. Đây. Tí nữa mình sẽ mở mấy cái này sau nha. Bởi vì mấy cái chỗ chấm than đỏ đỏ này thì nó sẽ có quái nha mọi người. Có quái thì mình phải đánh mấy con quái này. Đó thì nó cũng hơi khoai. Xíu mình sẽ mở bên đây trước bởi vì là ở đây mình để sẵn mấy con kiến lửa rồi anh em. Đấy, đấy là đoán thôi các bạn. Thường thì mấy con kiến lửa khi mà nó xuất chuồng ấy thì nó sẽ đến cái chỗ con kiến chúa nha. Để nó bảo vệ kiến chúa các bạn ạ. Đó. Thì đây là cái điều cần biết đầu tiên là chúng ta cần phải bảo vệ kiến chúa trước. Mình sẽ xây thêm một ổ ở đây nữa. Thì mình có thể nâng cấp được cái con này lên này anh em. Đấy, nâng cấp được cái tổ lên level 2. Mấy con kiến thường này sẽ được nâng cấp lên level 2 và chúng nó sẽ khá là mạnh. Nó sẽ nói chung là nó sẽ mạnh hơn đấy các bạn. Mạnh hơn level 1 nhìn nó sẽ to hơn anh em ạ. Đấy các bạn thấy không? Đấy, nó to gấp đôi chưa? Đây là mấy con kiến level 1 này thì nó chỉ có 1 sao thôi. Và những con kiến level 2 thì nó sẽ có 2 sao nha. Và nhìn nó sẽ to hơn đấy các bạn. Đâu rồi? Ủa con kiến level 2 đâu rồi ta? Mình vừa thấy nó ở đây xong nó đã chạy đâu mất tiêu rồi. Đâu rồi? Ủa? Con kiến level 2 đâu rồi ta? Mình vừa mới thấy nó đang đi vòng vòng ở đây xong cái nó đã đi mất. Đây các bạn thấy không? Rất là bự nha, bự tổ tráng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy con kiến ghẻ ghẻ nào vào đây. Đấy, để chúng ta sẽ đánh chỗ này đầu tiên nhé anh em. Đánh chỗ này đầu tiên. Rồi, mình có 5 con rồi mình sợ gì? Ơ, còn một ô nữa à? Mình sẽ cho mấy con kiến chiến đấu ở đây đứng nhá. Thường thì mấy con kiến đào này sẽ phải hy sinh đấy các bạn. Đó. Cuộc chiến. Chưa kịp đánh nhau thì đã xong rồi các bạn. Ghê không? Mấy con kiến này của mình nó chiến lắm các bạn ơi. Người ta gọi là chiến thần kiến mà. Đào về không biết là có bị ảnh hưởng ở phía trên này không ta. Nó chắc là bỏ hai cái này đi. Nhìn cảm giác hơi nguy hiểm một tí. Thế này là tí nữa mình sẽ xây sau. Đấy, chúng ta lại có thêm đồ ăn nữa rồi. Và mình sẽ xây thêm 2 ô ở đây. 2 con kiến chiến đấu ở đây nữa các bạn. 1, 2. Để có thể nâng cấp tối đa nhiều nhất có thể đấy các bạn. Giờ phải đánh ở trên rồi đấy các bạn. À đánh ở dưới trước. Cho mấy con kiến ở team 2 qua đây. Nói chung là chơi cái này cũng phải để ý ấy, anh em. Không để ý là cũng chết đấy. Không đùa đâu. Mấy con kiến đây nhìn nó hổ bạ. À mấy con quái đây nhìn nó hổ báo cao trồn lắm. What? Đây là 2 con dẹp to nhá anh em. Con dẹp này khá là khỏe. Nhưng mà khỏe đến mấy thì cũng không thắng nổi được mấy con kiến của mình các bạn. Bởi vì kiến của mình là kiến thần mà. Đây sẽ để ra đây nha. Ở đây sẽ có rất là nhiều những cái mẹo nha anh em. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ không dịch bởi vì là cái khả năng tiếng Anh của mình nó không tốt. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ không dịch các bạn ạ. Mình sẽ đào lên trên đây nha. Để đánh mấy con ở trên đây luôn. Và mình sẽ cho mấy con kiến 3 đứng ở đây luôn các bạn. Cái game này thực ra cũng không phải điều khiển nhiều đấy các bạn. Chỉ cần gọi là chơi kiki một chút siêu được. Đó. Đây là cuộc chiến giữa những chú kiến và những chú dẹp. Rồi. Ui. Ở đây có mấy cái gọi là ấu trùng cái gì đấy các bạn. Mấy cái này là mấy cái ấu trùng cái gì đấy. Đây. Cho mấy con kiến thợ nó đến nó vác hình như được nhiều hơn hay sao ấy. Cái khu này bây giờ cũng bắt đầu gọi là ok rồi đấy các bạn thấy không. Lại full cây đồ ăn rồi các bạn. Khá là easy. Hồi nãy mình kêu là cho là xây nhà đồ ăn đây. Hơi khó đấy các bạn. Nếu mà nó để full chỗ kiến chúa thì nó sẽ vác vào mấy cái chỗ nó để đấy các bạn thấy không. Đấy nó sẽ vác vào mấy chỗ này nó để. Mình sẽ nâng cấp bớt mấy chỗ này lên. Thực ra là mấy cái chỗ xây đồ ăn này nó khá là rẻ đấy. Cho nên là cũng không tốn kém lắm.
nên là mình có thể gọi là thoải mái xây dựng các bạn. Ok, xây thêm ở đây ấy. Bây giờ cái trữ lượng đồ ăn của mình đã lên tới con số là 260 rồi. Wow, trên đây ngon nha. Đào vào anh em ơi. Đào vào có thu hoạch trên đây thôi. Đó. These Chắc là không cho mấy buildings con kiến might chiến đấu lên produce đây some à, cho mấy useful con kiến thợ infrastructure lên for đánh mấy small con dẹp cities, này. but they Mấy con also dẹp này need khỏe quá access đấy. to the ground Thôi cho mấy anh kiến chiến đấu lên which đánh may đi anh take em. some effort to Đánh cho nó defend. nhanh. Đấy các bạn thấy không? Kiến chiến đấu là cái sức mạnh nó phải khác. The colony is starving. Các bạn thấy There's not không? enough Kiến food to chiến đấu feed ở the đánh whole đam group. rất to luôn. Ôi sao. Tí mình sẽ xây thêm một trụ sở ở đây nữa nhá các anh em. Xây thêm một trụ sở ở đây nữa. Ở dưới này chúng ta có một trụ sở rồi, chắc là cho mấy con ở dưới này nó bảo kê thôi anh em ạ. Không, 11 con thì chắc không bảo kê đâu. 11 con thì khá là nhiều đấy anh em. 11 con kiến thợ khá là nhiều, như là chúng ta có thể xây tối đa là 60 con thì phải. Chắc là bây giờ cho mấy con này về nâng cấp thôi anh em. Sẽ có một vài con kiến cùi cùi á. Ở đâu? Sẽ có một vài con kiến cùi cùi thì mình sẽ để nó ở đây để nó nâng cấp thôi, chứ không cho đi đánh lộn nha anh em. Đó, lên 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 lên. Quá đã luôn. Chúng có tí cho chúng nó lên level 3 hết là rất là mạnh nhá. Level 3 là cần 12 các anh em ạ. Cần gọi là có 12 cái điểm mà kế bên ấy. Mình vẫn chưa rõ cái điểm kế bên này là sao, nhưng mà nói chung là anh em cần 12 điểm kế bên để anh em cho lên level 3. Và khi nó đạt tới level 3 thì cái sức mạnh của nó phải gọi là khổng lồ luôn đấy anh em. Rồi chúng ta sẽ cho mấy con này đây lên đây là vật tế thần nữa anh em ơi. Đấy. Để nó đào qua đây này. Đào qua đây thì mình nghĩ là dễ là sẽ gặp mấy anh chàng ở dưới đây lắm. Cho nên mình sẽ cho bọn kiến chiến đấu lên đây luôn. À chưa gặp anh em ạ. Vậy là bọn vẫn chưa gặp bọn ở trong đây. Nhưng mà chắc là mình sẽ xây một cái trụ sở kiến ở đây đấy anh em. Xây một trụ sở kiến ở trên đây nữa. Sau khi mà làm xong cái đống này chắc cũng có khá khá tiền rồi. Đủ để xây một trụ sở kiến ở trên đây nữa. Sau đó là chúng ta sẽ đánh về hướng nào ta? Đấy, về hướng dưới này để thu hoạch thêm một ít nữa à? Nói chung là hướng nào cũng cần phải đánh hết đấy các bạn. Cho nên là đánh đâu thì đánh thì kiểu gì cũng phải đánh thôi các bạn ơi. À đây rồi. Hiện tại là mình đã có thể gọi là nâng cấp lên level 3 rồi đấy anh em. Các bạn thấy không? Sau khi ở nâng cấp hai cái này lên 12 thì cái này chắc chắn là sẽ lên lên này. Mình sẽ update nó lên là chắc chắn các bạn là rất khỏe luôn. Để xem nó khỏe đến mức độ nào nha anh em. Đó. Và kiến level 3 sẽ xuất hiện. Xuất trận các bạn ạ. Đây, cho mấy con level 3 về đây đi. Mình nghĩ là mình sẽ đánh ở phía dưới trước. Mấy con này vẫn đang thu hoạch miệt mài này. Các bạn thấy mấy con kiến lửa level 1 nhỏ xíu à? Mà qua level 2 thì chúng nó to chưa? Nhưng mà sao mình chọn kiến vàng mà sao nhìn nó vẫn màu đỏ nha anh em nhỉ? Phải chăng là kiến lửa nó phải màu đỏ ta? Đâu rồi, anh giai level 3 xuất hiện chưa? À đây đây rồi anh em thấy đây này. Anh em thấy không? So với con level 2 nó to hơn nhá. Nhìn nó to hơn hẳn luôn đấy các bạn. Đây là kiến Audus, đây là kiến Baby, còn đây là kiến Young nhá mọi người. Nhìn khá là chất chơi, người rơi người nhện. Tiếp tục tiếp tục. Giờ chúng ta sẽ đi xuống cái đánh bọn này ha. Đó, xuống cái đánh bọn này đi. Cho mấy con kiến hai anh đây đánh. Mình sẽ đánh từ dưới trước rồi sau đó mình sẽ đánh vòng lên trên. Như vậy thì nó sẽ ok hơn. Rồi mấy em đâu rồi? Tới đào đi lên. Tới đào để mấy anh đi chiến đấu nào. Mấy anh đang rất là hóng chờ được chiến đấu đấy các bạn. Nào, let's go. Vô vô vô. Đâu rồi ta? Mèo. Nào nào nào. Qua đây. Đây rồi. Mấy con dẹp anh em ạ. Mấy con dẹp. Cho mấy anh này lùi về. Ui dồi, nó đánh ngủm hết anh em ạ. Ghê thật. Không biết là một cái con kiến thợ này sẽ mất tầm bao nhiêu ta. Cho mấy con kiến thợ lên đây đào lên đây luôn anh em. Tiện đường đào đây chắc là chưa gặp mấy con này đâu. Gặp với chúng nó chả làm gì được mình nhá. Đó. Tầm này được mở rộng rất là ghê rồi anh em. Mấy con đây thì vẫn đang xây chuồng à. Được. Mình sẽ tiếp tục đánh cả hai đầu luôn nha. Mấy con ở dưới kia thì sẽ cố gắng đi kiếm kiếm đồ ăn ở dưới. Còn mấy con ở trên thì mình sẽ cho nó xây dựng ở trên này. Đó. Để tạo lên một cái bầy kiến chiến đấu ở phía trên. Ở trên này mới ghê đấy anh em. Ở trên này là mình cảm giác là có rất là nhiều con kiến xịn đấy. Không biết là có kịp không? Ô đấy. Sao cái đàn nhộng ở đây lên đây ăn đi chứ các em. Thôi cho cái đàn này lên đi. Đây đàn này lên. Đàn này mình sẽ cho lên đây nha. Xong rồi. Ở dưới là xong rồi các bạn. Ở dưới đây là gần như là xong rồi. Giờ qua đánh ở đây thôi là xong luôn anh em. Đây giờ mình sẽ qua đánh ở đây nữa là xong luôn nhá. Tuyệt luôn đấy các bạn. Bọn này sẽ cho qua team 4 này. Đấy. Cảm giác là ok lắm rồi đấy anh em ạ.
Bọn team 2 đâu rồi? Quay nào. Cảm giác là mấy ông kiến thợ đi nhanh nhờ. Các bạn nhìn này, con kiến ba nó to chưa? Quá là to luôn. Ây à, chiến em, chiến anh em. Mấy con team 2 đây đứng rồi, đứng ở đây rồi. Lùi về để cho các anh chiến, anh thợ chiến đấu nào. Rồi vào đi mút mát đi. Vào hit thôi anh em ạ, hit ké thôi. Mấy cái này cũng cho nhiều phết đấy chứ đùa. Thôi mấy em hai qua đây để xây dựng đi. Xây được thêm hai cái chuồng nữa chắc thế. Ok, nhiều đây là đủ để chiến thôi anh em. 8 con lận mà. Team số 4 này là đứng này. Các bạn thấy không, mặc dù là lâu lâu không chơi nhưng mà một khi mà đã chơi lại thì cũng nhanh thôi, không đến nỗi gọi là lâu lắm đâu. Kiểu lâu không chơi thì nó cũng hơi quên quên vài chỗ thôi, nhưng mà một thời gian dài không chơi, nhưng mà nếu mà đã chơi rồi ấy thì khi chơi lại thì vẫn cứ là ok đấy không các bạn. Đây, cho bọn này ra đây đứng đi. Chắc đánh bên đây trước nhỉ. Nhưng mà kiểu gì phải đánh ở trên đây à. Nhìn có vẻ đông lắm anh em ạ. Nhưng ở đây là đang chơi cái bản dễ các bạn, cho nên là mình nghĩ là không không đến mức độ gọi là kinh lắm. Đánh ở thu hoạch ở trên đây là ngon luôn đấy các bạn. Đó, để chúng nó đào. Sau đó là sẽ cho chúng nó nâng cấp à. Đây, nâng cấp cái này. Hết rồi. Ấy, còn một cái này đào nốt đi. Sao sát cơ vậy? Vậy nó phải đi nâng cấp xong nó mới đào tiếp các bạn ạ. Vẫn chưa vào. Đây, phải cho chạy tiếp đây nó mới đào rồi anh em. Lười tê. Đây rồi, lính cứu hỏa tới rồi. Chị Ân. Ôi, mới đào xong mà làm quân cảm tử luôn anh em ơi. Như nào? Đánh sao lại? Ui, bên đây toàn mấy con một thôi anh em ơi. Đây, phải cho cái team đầu đầu cũ ấy đánh mới được. Team này cảm giác hơi khó. Đấy anh em thấy không? Quá là mạnh luôn. Chắc là mình sẽ xây một cái chỗ gọi là đồ ăn ở đây đi, để cho nó gần. Có gì xíu nữa chúng nó qua đây chúng nó đi thu hoạch đồ ăn cho nó dễ các bạn ạ. Chứ thu hoạch đồ ăn ở kia hơi xa. Đấy, mang tít về dưới đây này các bạn thấy không? Mang tít đồ ăn về dưới đây thì hơi xa đúng không? Bởi vì là giờ cũng gần như là xong rồi. Sorry mọi người nha. Bởi vì là vẫn đang hơi đau họng một chút xíu. Nói nhiều xíu thì cũng hơi đau họng các bạn ạ. Cho nên là hy vọng được mọi người thông cảm. Hy vọng nhận được sự thông cảm từ mọi người. Trời, mấy con này lười quá. Thực ra là do mình quên chỉnh ấy. Nhưng mà thôi cứ đổ vạ chúng nó lười đi các bạn. Đó, trên đây là xong luôn rồi này. Gần xong rồi. Đúng rồi, đào đi. Đào đi các em. Đúng rồi, đào đi. Để mình xây một cái chỗ chứa đồ ăn đi anh em. Ở đây đi. Cảm giác là xây một chỗ chứa đồ ăn ở đây đấy các bạn. Thì kiểu xíu nó mang đồ ăn về đây nó để cũng có vẻ ok. Đây. Chứ mang ở kia nó có vẻ hơi xa đấy các bạn. Ủa? Đấy, ấn từ từ thôi anh em ạ, hồi đấy ấn hơi nhanh. Xíu nữa thì đồ ăn sẽ được mang về đây để nhá. Mấy con này nó qua nó xây thì nhanh lắm. Đánh lên đâu bây giờ nhỉ? Ở đấy, trên đây này anh em. Trên đây là ngon luôn đấy. Xây xong rồi cái vác vào đây là ok rồi các bạn. Đỡ phải vác đi xa. Ở đây thì tiếp tục là xây trụ sở nữa các bạn. Xây trụ sở cho mấy con này. Đó. Ngon luôn. Trời, trên đây là một đống đồ ăn béo mọng luôn đấy các bạn. Xong rồi đấy, lên. Đồ ăn của mình giờ cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là cho mấy em team số 2 lên đây thôi. Mình không biết là một con nó hồi sinh được mấy lần đấy anh em ạ. Cảm giác là mấy con này nó hết hồi sinh được rồi. Giờ còn 1/3 này. Chúng nó hết hồi sinh được nữa rồi hay sao ấy các bạn. Nó hết trứng rồi, nó hết hồi sinh nhá anh em. Đây này, trứng nó không còn nữa anh em ạ. Hết trứng là chúng nó không hồi sinh nữa. Khá là tội nghiệp mấy chú bé. Khu này cũng bắt đầu kinh rồi đấy. Mình sẽ bắt đầu nâng cấp chúng nó lên 2. Đấy, nâng cấp chúng nó lên 2 là chúng nó bắt đầu chúng nó khỏe rồi. Khỏe là đi chiến đấu được rồi. Đấy, để ra đây đứng nha. Team số 4 giờ lại đông hơn team số 3 anh em ạ. Đồ ăn ở đây thì chúng nó lại không lấy mang về đây anh em ạ. Chúng nó toàn mang về dưới kia thôi. Chắc là nó phải mang full ở dưới kia nó bắt đầu mang về trên đây à. Thế thì mình xây ở trên đây là hơi sai rồi đấy. Cảm giác là xây ở trên đây hơi sai đấy các bạn. Ủa, mấy con team số 2 mình cho qua đây à. Để à đây nó đang nâng cấp mấy cái chỗ này lên. Vậy nó cũng mang xuống dưới kia trước thôi các bạn ạ. Mình tưởng là nó mang mấy cái nào ở gần thì nó mang trước. Nhưng mà hóa ra là không phải các bạn ơi. Nó mang full ở chỗ đầu đã rồi nó mới bắt đầu mang full ở chỗ tiếp theo. Vậy thì chúng ta cứ để ở đầu thôi. Không cần phải xây nữa đâu. Bởi vì là 4-30 mình nghĩ là nhiều rồi. Xíu mình xài cũng chả có hết đâu. Tầm này đi mở rộng vào ính lộn thôi các bạn.
Mấy con team số 1 chắc là cho về đây thôi. Về bảo vệ chị kiến chúa đã chứ. Cua này gần như là xong rồi. Đánh anh em. Chiến đấu, chiến đấu. Đấy, bên kia chiến đấu của mình phải gọi là bá cháy luôn các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Chiến đấu đi. Hay quá. Rồi, cho mấy em này đến hốt xác. Đây là như là chỗ trùng cuối này. Mấy con này là rất là kinh nhá anh em. Cho nên là phải bình tĩnh anh em ạ. Ây xa. Không biết bao giờ thì mới chơi đến mấy con cóc nhỉ. Anh em thấy bây giờ nó đang có thêm mấy cái hình con cóc này này. Hình như là mấy con cóc này là mấy con mới hay sao ấy. Nhưng mà chưa biết map nào mới có đấy. Mình nghe đồn là map mới. Map mới thì chờ cũng lâu đấy anh em ạ. Ở đâu? Mấy con này nó lại mọc trứng rồi xong nó hồi sinh này này các bạn. Thế mình cứ tưởng là không được hồi sinh cơ. Ai ngờ là vẫn được nhá các bạn ơi. Nhiều quá đằng khác ấy chứ đùa. Ôi bọn này cũng bắt đầu khỏe rồi này. Đánh bắt đầu mệt rồi đấy các bạn. Lần sau chắc là mình đánh normal đi. Cảm giác là đánh easy thì nó cũng hơi đơn giản quá. Đánh normal thì cảm giác nó sẽ khó hơn một chút à. Không biết là khó hơn một chút hay khó hơn nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là nên đánh normal anh em ạ. Đánh normal để gọi là thử thách bản thân một chút. Chứ đánh easy thì cảm giác là mọi chuyện nó lại đơn giản. Cái này lên 3 sao cũng chỉ mất 50 thôi nhá mọi người. Cho nên là cố gắng cho lên 3 sao nhiều thì càng ngon. Lên 3 sao càng nhiều thì càng ngon các bạn ạ. Đấy, lên. Lên. Đó, cứ update hết lên anh em ạ. Update lên ấy. Mấy cái nào 3 sao rồi thì nó sẽ không còn cái chỗ nâng cấp nữa nha các bạn. Không biết là mốt con lên 4 sao không ta. Là mình liên tưởng tới cờ liên minh quá anh em. Cũng update lên 3 sao như này này. Giờ mình sẽ đánh vòng qua đây ha. Rồi qua đây. Mấy con kiến của mình giờ lên 3 sao rồi, rất là khỏe nhá các bạn. Chắc là không sợ mấy nhà này đâu. Sợ mình có đâu đó tầm 25 con anh em ạ. 25 con kiến. À bọn này ở chỗ khác các bạn ơi. Nếu mà mình mở cái này nhá thì chúng nó sẽ chạy về nhà mình nhé các bạn. Mấy con này nó chạy thẳng hướng về hướng nhà mình á. Cho nên là mình chỉ cần đứng phòng thủ ở dưới là được. Nếu mà đánh ở chế độ khó đấy thì mình sẽ đứng ở phòng thủ ở dưới xong cứ cho kiến ra thôi. Còn nếu mà đánh ở chế độ dễ thì cứ vào và đánh thôi anh em ạ. Bởi vì nó không có quá kinh nhá. Cho nên làm mọi thứ nó rất là đơn giản. Không cần phải làm quá. Bởi vì làm quá nó sẽ ố dề các bạn ạ. Làm quá nó sẽ ố dề đấy. Cho nên là không cần làm quá đâu. Đây. Đây là cái sự lựa chọn thông minh nhá. Khi mà chúng ta chỉ cho 2-3 con đi đào cái này thôi thì kiểu gì chúng ta đào chúng nó là cảm tử ấy các bạn. Cảm tử thì kiểu gì chúng nó cũng sẽ tử vong. Đó. Rồi sẽ hy sinh mất 1-2 con. Đó chúng ta cho nó chạy. Còn lại thì ấy đấy. Cho đây đi. Mấy anh số 4 đâu? Qua đây. Đúng rồi. Team số 4 và team số 3 tấn công. Sau khi tấn công xong mới cho mấy chú team số 1 qua dọn anh em ạ. Mấy chú team số 1 dọn nhanh lắm. Easy game. Các bạn thấy không? Giờ vào đây lấy là xong. Ở trên cái minimap này các bạn có thể nhìn ở trên minimap này. Đó. Giờ chúng ta chỉ còn ở trên đây thôi. Đào ở đây luôn ha. Đào để vào đây lấy mấy cái ở trong đây luôn. Bọn này nó lấy rất là nhanh. Đúng là bọn ăn tạp các bạn ạ. Ăn gọi là siêu nhanh luôn. Mấy chú bé team số 2 về đây để xây thêm ổ kiến lửa. Xây được khá nhiều ấy chứ. Nói chung là mở rộng được càng nhiều, xây càng nhiều thì mấy con này được nâng cấp lên 3 sao càng nhiều. 3 sao càng nhiều chúng nó sẽ càng mạnh các bạn ạ. Và mạnh thì các bạn biết rồi đấy. Sợ gì ai nữa đúng không? Mà công nhận một cái map ở trong cái trò này đi lâu nhờ. Đi cũng thích thật đấy. Đấy giờ chúng ta vào đây chúng ta đánh mấy con ở trên thế này các bạn. Trời 18 con rồi các bạn. Trời ơi nhiều thế. 18 cộng 11 là 30 con. Tính ra là 29 con đấy. 29 con kiến lửa các bạn ạ. Ghê chưa? 29 con kiến lửa. Đánh thì cứ gọi là bá cháy luôn. Ủa sao không có con nào ra đây để xây cái này vậy? Đây bây giờ mới tới và xây. Đó 31 con anh em ạ. Tổng cộng giờ mình sẽ có 31 con. 31 kiến lửa nhìn đông ha. Nhưng mà ở ngoài đời chắc phải cả nghìn con. Ở ngoài đời thì nó sẽ đông hơn rất là nhiều nha mọi người. Còn đây là trong game nên các bạn nhìn nó sẽ rất là ít. Rồi chúng ta sẽ tới với cuộc chiến cuối cùng thôi. Nhưng mà trước khi tới cuộc chiến cuối cùng thì chúng nó đã vác hết đồ về chưa? Hết rồi đó. Để mình nâng cấp nốt mấy cái nữa là xong. Đây. Nâng cấp nốt cái này. Đó, để chúng nó lên 3 sao ấy các bạn. Lên 3 sao là chúng nó khỏe ngay. Đó, 3 sao là khỏe nhá anh em.
Ủa mấy con ở đây đâu rồi? Mấy con team số 2 rồi, cho đứng ở đây mà chúng nó không nâng cấp mà chúng cứ chạy qua chạy lại này các bạn đấy nhá. Rất là lười biếng luôn. Siêu lười biếng à? Lười biếng là vậy là không tốt đâu nha. Nâng cấp đi, nâng cấp đi. Đó. À mở rộng một ô này nó sẽ tăng 3 ô cho mấy con xung quanh à. Rồi có vẻ xong rồi đấy các bạn. Giờ là chúng ta sẽ cho hai em này lên đào. Cảm tử quân lên đào. Để rồi. Cuộc chiến cuối cùng, let's go. À đâu? Vậy là bọn này nó sẽ khác cái bọn ở trên kia nữa à? Đây, đấy có mấy con nó xịt này anh em. Mấy con này hôi lắm. Mấy con này gọi là mấy con gọi là siêu hôi luôn anh em ạ. Bạn nào mà từng thấy mấy con này rồi các bạn sẽ biết. Trời ơi, chúng nó hôi dã man con ngang ngỗng luôn. Không phải tin vào mắt mình được luôn á. Rồi đào tiếp luôn nha. Xong rồi chứ còn gì nữa. Nãy giờ mình chỉ tử trận một con, ui đồng thế. Nhưng mà không nên đánh nhau mới chỗ hẹp rồi nha anh em. Đây mình chơi bản dễ, chơi bản dễ đánh nhau mới chỗ hẹp này được. Chưa chơi bản khó đánh nhau mới chỗ hẹp này chỉ có ngủm thôi anh em ạ. Đấy. Tấn công, tấn công, let's go, let's go. Tấn công, tấn công. Yo 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 yo. Ui, nó xịt cái hơi gọi là hơi ngáo anh em ạ. Khiến cho mấy con kiến của mình nó bị ngáo luôn. Nó không biết đường nào là đường nào luôn anh em ạ. Thế ra gọi là ngáo thủ. Rồi xong. Hình như là phải thu hoạch hết thì mới xong game hay sao? À không cần thu hoạch hết à? Đấy. Chiến thắng đầu tiên mà quân đội của Vũ Lít ta mang lại. Nhưng mà sao con kiến chúa của mình nó không màu vàng nhỉ? Nó vẫn màu rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Bây giờ chúng ta... Cái gì? Kiến chúa đã được an toàn. Yeah. Chúng ta sẽ được lựa chọn nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ đào 27 cái hố và 1.000 thức ăn. Và 48 cái gì đây? Không biết cái này như để update hay sao á. Thì chắc là mình sẽ đầu game mình sẽ lấy thức ăn nha anh em. Sẽ lấy thức ăn. Rồi chúng ta sẽ end level. Khá là ngon nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phòng thí nghiệm. Thì hồi nãy, à đây, vào qua quay trở lại phòng thí nghiệm thì nó mới là kiến vàng anh em ạ. Lên đây nó mới đào hay sao á. Còn nếu không cho lên đấy thì nó không đào. Bây giờ nhá, đào xong cái này thì đi ra ngoài thì các bạn sẽ thấy được có rất là nhiều đồ ăn ở cái map bên ngoài nhé anh em. Đấy. Giờ chúng ta sẽ ra cái map bên ngoài để lấy đồ ăn này. Ơ, hình như đồ ăn ở dưới á. Ở dưới cũng có một chút đồ ăn này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đồ ăn ở bên ngoài rất là nhiều. Nhưng mà chắc là mình sẽ xây một ít chỗ đựng đồ ăn này. Bởi mình có khá là nhiều đồ á. Ủa? À mình không có đủ đồ ăn để build đúng rồi ha. Thế bây giờ phải ra đây để mình lấy á. Chắc chắn rồi. Đấy, phải ra đây để lấy nha. Ở đây thì có vài con này. Con này không phải là mối nguy hại anh em ạ. Con này không phải mối nguy hại cho nên là cũng không sợ. Mình có thể đào được thêm 22 cái hố nữa. Đấy, nói chung là các bạn phải đi làm nhiệm vụ ấy. Đi làm nhiệm vụ ở ngoài để các bạn có thể xây dựng cái tổ các bạn. Đấy, các bạn sẽ xây dựng cái tổ các bạn từ những thứ bên ngoài này. Đấy, bây giờ bắt đầu mấy con này nó sẽ bắt đầu mọc ra. Chúng nó sẽ đi thu hoạch cho các bạn ở phía trên. Và sau đó là các bạn sẽ xây dựng thêm cái tổ các bạn lên. À, nói chung là như thế. Rồi, và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi mình. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series con kính King Kong này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.